Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đỗ Tùng Tám nhé. Và đây là buổi sáng của ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020 dương lịch đây. Và thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong bộ trường kỷ bằng gỗ đinh chu. Vâng, rất chi là đẹp. Và thì trên này quý vị, đây là tôi đang quay bộ trường đại nhé. Nó phía trước là giờ 2017 nhé, mặt rộng 50. Hoàn toàn bộ hoàn toàn là vân vũ tự nhiên bằng vũ đinh chu, rất chi là vip. Thì đây để tôi quay chi tiết cho quý vị xem. Nhưng mà làn sóng biển quý vị nhá, này thời tiết nó hơi nắng như là quay nó không được đấy. Đấy, rất là đẹp. Đây là một chiếc trường, đây là một chiếc trường đấy, vài chất liệu ngũ đinh chu, nhìn như là một rắn cặp non cặp lìa, rất là đẹp. Rồi thứ hai là cái mặt níu, đây là mặt níu này, vân rất là tự nhiên nhé. Quý vị chiêm ngưỡng và tham khảo nếu có nhu cầu thì liên hệ với cơ sở Đỗ Tùng Tám nhá. Còn sang chiếc mặt thứ hai là mặt trường thứ hai này, gần rất là ánh, gần rất là ánh đẹp. Chiếc vai thứ hai đi thật chậm cho quý vị chiêm ngưỡng cái vân vũ tự nhiên của cái. Vâng. Rất chi là đẹp. Và thì cái trường này là cái được mẫu tứ quý nhé, Tùng Chu Cúc Mai này, bốn người Tùng Chu Cúc Mai, rất chi là đẹp. Để quay đằng sau cho quý vị xem. Tất cả luôn, tất cả là đều tứ bề là vân chun hết, tứ bề là vân chun hết nhá. Quay tứ tiện nha quý vị. Tứ tiện nha quý vị xem. Đấy, kể cả đằng sau luôn nhá, đằng sau luôn được triện tràng hạt, triện tràng hạt, ta sắp cứ xà đi, xà thì nó như một làn sóng biển luôn, xà như mà làn sóng biển hoàn toàn là vẫn tự nhiên. Thì tôi dạ là cái dạ trúc phòng nhá, dạ dày 4 phân quý vị nhá, dạ dày 4 phân và huỳnh 3 phân. Và mặt là 1,5 phân quý vị nhá. Bây giờ những bộ ly mò vụ tôi làm 2 phân, nhưng mà cái bộ đinh chu này thì nó hơi giá, hơi gỗ hơi rắn hơi mịn rồi, không cần gọi gỗ đinh, gỗ co ngót nó rất ít nên là không cần tới 2 phân, là 1,5 phân là đạt tiêu chuẩn rồi. Đây thì quý vị nhìn cái độ xoắn xít của vân, nó như là một mang một cái chất gì đó, nó cũng ánh, nó không như là cái vân vẽ mà vân tự nhiên, nó có độ ánh và nó chìm sâu, nhìn như viên ngọc của quý vị nhìn. Quý vị nhìn cái đầu tay như là ngọc trai luôn, như là ngọc trai. Quý vị có nhu cầu thì nhanh tay sẽ gọi điện, số điện là số máy là đồ gỗ 0987510806 cơ sở cái nằm tại xã Văn Phú, quận Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Lần nữa tôi quay toàn cảnh nhé. Thì xin chào tạm biệt quý vị, gặp quý vị clip sau nhé.